One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. Loạt video kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Xin chào các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày tháng lịch sử của đất nước. Vào ngày này, của gần 50 năm về trước, núi rừng toàn miền Nam đang rung chuyển trong bão lửa. Giờ phút thống nhất đang tới rất gần. Chúng ta đã nghe nhiều về những trận đánh nổi tiếng của quân giải phóng, những kế nghi binh kinh điển. Vậy nhưng bên cạnh đó, những cuộc tháo chạy của người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cũng để lại cho người ta những ấn tượng rất mạnh. Hãy cùng Battlecry nhìn lại những ngày tháng lịch sử đó trong con mắt của người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa qua series video Những cuộc tháo chạy kinh hoàng nhé. Sai lầm không thể cứu vãn. Trước sức mạnh của quân giải phóng miền Nam trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 tháng 4 năm 1975, những nỗ lực tái chiếm Buôn Ma Thuột của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trận phản công đều thất bại. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có một nước đi hết sức sai lầm khi ông ta quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền Duyên Hải Trung Bộ. 3 ngày sau đó, hầu như toàn bộ quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng Hòa đều tử trận và tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên con đường số 7 Định Mệnh. Cuộc triệt thoái này của quân đội Sài Gòn đã tạo nên một lỗ hổng rất lớn trong tuyến phòng thủ quân sự. Nó mở đầu cho những thất bại quân sự không thể nào cứu vãn nổi của Việt Nam Cộng Hòa. Trong hồi ký, hồi ức của những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và các nhà bình luận quân sự, điều này đều được thừa nhận. Trong lịch sử quân sự thế giới, người ta đều tìm thấy một định nghĩa chung về những cuộc hành quân triệt thoái. Đây là hình thức hành quân khó nhất và nản lòng nhất. Đội quân nào, kể cả là thiện chiến nhất trên thế giới, cũng vô cùng e ngại khi phải thực hiện hành quân triệt thoái khi đang giao tranh với đối phương. Kế hoạch triệt thoái từ đó phải thiết lập thật là tỉ mỉ. Sự thi hành kế hoạch này thì phải thật nghiêm chỉnh và đúng đắn, phải có sự lưu thông rất cao. Đó là những đòi hỏi căn bản để thực hiện tốt đẹp một cuộc triệt thoái. Thế nhưng áp dụng với Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 thì các nhận xét đó đều không dùng được. Cuộc triệt thoái được thiết kế thật là tồi tệ. Thời gian triệt thoái thì thật sai lầm một cách tai hại. Thi hành kế hoạch thì nghèo nàn, từ cấp lãnh đạo cao nhất ở Sài Gòn cho tới cấp tiểu đoàn. Thiên tài quân sự thế giới Napoleon có nói tới hai điều áp dụng rất đúng cho sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào mùa xuân năm 1975. Một, đó là không có những trung đoàn tồi mà chỉ có những đại tá tồi. Hai, là trong chiến tranh, tinh thần cần thiết hơn là vũ khí, theo tỷ lệ 4:1. Và hãy nhìn lại cuộc triệt thoái từ Cao Nguyên đến Tuy Hòa, kéo dài 7 ngày 7 đêm trên quãng đường dài 300 km này. Ai ra lệnh triệt thoái? Triệt thoái để làm gì? Cuộc triệt thoái này được thi hành như thế nào? Lúc 11:32 ngày 14 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa một phiên họp tại Cam Ranh trong một tòa nhà màu trắng nguy nga như một lâu đài. Tòa nhà này từng được làm trong thời gian cực ngắn, tốn chi phí cả $1,000,000 để Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tới làm việc và nghỉ đúng một đêm. Nhật ký hành quân của thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Phạm Huấn, sĩ quan tùy viên của tướng Phạm Văn Phú, có ghi lại về những nhân vật sau đây dự buổi họp với Thiệu. Đó là tướng Trần Thiện Khiêm, thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Đặng Văn Quang, phụ trách an ninh quân sự của Nguyễn Văn Thiệu, và tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 và quân đoàn 2. Buổi họp kéo dài từ 11:32 đến 13:29. Và vẫn theo nhật ký của thiếu tá Phạm Huấn, ông Thiệu đã ra những chỉ thị rất quá gở trong buổi họp này. Ông Thiệu ra lệnh cho tướng Phú: "Tôi ra lệnh cho các anh mang chủ lực quân, chiến xa, đại bác, máy bay về phòng thủ vùng Duyên Hải và tổ chức hành quân tái chiếm Ban Mê Thuột." Có nghĩa là lực lượng địa phương quân thì vẫn phải ở lại chiến đấu. Các cơ sở hành chính ba tỉnh Pleiku, Kon Tum, Phú Bổn vẫn tiếp tục làm việc cùng với tỉnh trưởng, quận trưởng như thường lệ.
quyết định mang tất cả chủ lực quân, chiến xa, pháo binh, máy bay của quân đoàn 2 rời khỏi Pleiku, Kon Tum. Tôi đã thảo luận với các tướng lĩnh. Đây cũng là một quyết định chung của hội đồng tướng lĩnh, giống như quyết định hôm qua cho tướng trưởng ngoài quân đoàn 1. Tướng Phú bỗng hỏi lại Thiệu: "Thưa Tổng thống, nếu chủ lực quân, thiết giáp, pháo binh rút đi thì làm sao địa phương quân chống đỡ nổi khi đối phương tiến đánh? Còn hàng chục ngàn dân, gia đình của anh em binh sĩ nữa." Thiệu trả lời: "Tốt cho đối phương số dân đó. Với tình hình nặng nề như hiện tại, mình phải lo phòng thủ, giữ được những vùng dân cư đông đúc, màu mỡ, hơn là bị kẹt quá nhiều quân trên vùng cao nguyên." Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm và Đặng Văn Quảng thì đều im lặng. Cái im lặng mặc nhiên xác nhận sự đồng lõa của họ trong cái quyết định liều lĩnh kiểu điếc không sợ súng của Thiệu. Khi bàn về lộ trình rút quân, Tướng Phú đề nghị cho liên tỉnh lộ số 7 để rút quân, vì ông cho rằng trên trục lộ đó hiện không có chủ lực quân của đối phương. Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên trả lời như sau khi được Thiệu hỏi về ý kiến sự lựa chọn đường số 7 để rút: "Trình Tổng thống, nếu sử dụng được tỉnh lộ 7 sẽ có yếu tố bất ngờ và hy vọng thành công hơn quốc lộ 19 nối liền Pleiku với Quy Nhơn." Và đây là chỉ thị chót của tướng Thiệu dành cho tướng Phú: "Thiếu tướng Phú ạ, tôi cho anh toàn quyền tổ chức và quyết định cuộc hành quân để mang tất cả chủ lực quân, chiến xa, pháo binh, máy bay của quân đoàn 2 về phòng thủ vùng duyên hải và tái chiếm Buôn Ma Thuột, vì tính chất vô cùng quan trọng của cuộc hành quân này và để giữ được yếu tố bất ngờ với đối phương. Anh chỉ cho các tướng lĩnh, các cấp chỉ huy biết từng phần của lệnh này và ra lệnh tuyệt đối giữ bí mật với toàn dân chúng." Cần nhắc lại rằng, lúc mà Thiệu ban hành lệnh triệt thoái một cách rất vô trách nhiệm này, thì trên toàn lãnh thổ quân đoàn 2, quân chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa còn quân số tới 179.000 quân. Trong số này thì có sư đoàn 22 bộ binh, sư đoàn 23 bộ binh, 6 liên đoàn biệt động quân, 4 trung đoàn kỵ binh thiết giáp và 12 tiểu đoàn pháo binh. Số chiến xa tổng cộng là hơn 4.000 chiếc lớn nhỏ. Đó là còn chưa kể số máy bay của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Phú làm thế nào mà giữ được bất ngờ nếu cả 100.000 quân sĩ và 4.000 quân xa đủ loại kia ao ao kéo nhau đi trên tỉnh lộ 7? Phải chăng ông ta tin rằng đối phương sẽ ngồi yên cho phía Việt Nam Cộng Hòa an toàn mang chủ lực quân đoàn 2 tiến về vùng duyên hải, mà lại cũng sẽ ngồi yên cho quân đoàn đó tổ chức hành quân tái chiếm Buôn Ma Thuột như lời mà Thiệu đã nói trong cuộc họp tại Cam Ranh vào buổi trưa ngày 14 tháng 3? Tầm vóc và kích thước nỗi bi thảm của sự sụp đổ mau lẹ của Việt Nam Cộng Hòa càng ngày càng hiện rõ ra trước các lệnh mới của Thiệu và trước các hành động của cấp thừa hành. Một thông tin khác cũng do Thiếu tá Phạm Huấn, sĩ quan tùy viên của tướng Phú nêu ra, đã giúp người ta hiểu được phần lý do đã đưa tới sự tan rã mau lẹ của cả một quân đoàn như sau. Lại thêm một cái lệnh, một biến chuyển vô cùng quan trọng nữa mà tôi không thể nào hiểu nổi. 23 giờ đêm ngày 11 tháng 3, Tổng thống Thiệu gọi cho tướng Phú để chỉ thị tránh xa lầy, sử dụng quá nhiều quân vào một mặt trận, toàn quyền linh động, có thể bỏ Buôn Ma Thuột. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, tức là ngày 12 tháng 3, các hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí khai thác tối đa lệnh tái chiếm Buôn Ma Thuột của Tổng thống Thiệu. Tất cả lực lượng trực thăng của 4 quân khu Việt Nam Cộng Hòa đã được tận dụng để thực hiện cuộc đổ quân tăng viện tái chiếm Buôn Ma Thuột, và rồi thì thất bại. Rồi thì tới ngày 14 tháng 3, Tổng thống Thiệu bay ra Cam Ranh cùng với hội đồng tướng lĩnh, gần như bắt buộc tư lệnh quân đoàn 2 phải rút bỏ cao nguyên. Tướng Phú trong buổi họp tại Cam Ranh và trên đường trở về đã nói với tôi, thề quyết sẽ tử thủ Pleiku. Thế nhưng chỉ mấy giờ sau, ông họp bộ tham mưu thiết kế lệnh triệt thoái. Và sáng hôm nay, ông ta bỏ đi như một người chạy trốn, một cấp chủ huy không có trách nhiệm. Ở đoạn trên, Thiếu tá Phạm Huấn đã nói tới lực lượng trực thăng được gom từ 4 quân khu về Pleiku để đổ quân tăng viện trong cái ý định gọi là tái chiếm Buôn Ma Thuột. Thế nhưng phân tích chi tiết này, người ta sẽ thấy rằng chưa bao giờ sự yếu kém của quân Việt Nam Cộng Hòa lại hiện rõ như thế này. Phải mất tới gần 3 ngày, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới chuyển được gần 6 tiểu đoàn tới sân bay Phước An. Nhật ký hành quân của quân đoàn 2 ghi rằng kế hoạch triệt thoái được thảo xong trong vòng có 2 ngày. Mọi nguyên tắc căn bản và sơ đẳng để thiết kế và điều khiển một cuộc hành quân triệt thoái cấp chiến lược đã hoàn toàn bị gạt sang một bên. Sĩ quan được lựa chọn điều khiển cuộc hành quân lịch sử này là Đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng các đơn vị biệt động quân của quân khu 2. Không ai chối cãi rằng Đại tá Tất là một sĩ quan cấp tá giỏi
và can đảm. Thế nhưng ngoài nhiệm vụ chỉ huy các liên đoàn ở cấp quân khu, ông ta thì chưa hề có vinh dự thử lửa để điều khiển một cuộc hành quân cấp sư đoàn và cấp cao hơn nữa. Buổi chiều ngày 14 tháng 3, tướng Phạm Văn Phú họp Bộ Tham mưu Quân đoàn long trọng thưa ủy nhiệm Tổng thống, Tổng tư lệnh tố cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc cách thăng cấp chuẩn tướng cho đại tá Phạm Duy Tất, lúc đó là tư lệnh mặt trận Kon Tum, gắn lon cho đại tá Tất xong, tướng Phú chỉ định chuẩn tướng Tất điều khiển tổng quát cuộc triệt thoái. Vụ gắn lon cấp tướng theo cái tinh thần khẩn cấp này đã làm buồn lòng không ít sĩ quan trong bộ tham mưu của tướng Phú. Thế nhưng mọi người đã tìm được một lời giải thích cũng chẳng mấy vẻ vàng. Ai cũng biết rằng đại tá Tất trước kia cùng ở lực lượng đặc nhiệm và là đàn em thân tín của tướng Phú. Tình trạng vô kỷ luật bắt đầu diễn ra từ đây. Trước khi cuộc triệt thoái bắt đầu, nhật ký hành quân của quân đoàn 2 ghi lại những chi tiết sau. 1. Hai liên đoàn biệt động quân của quân đoàn 2 mang số 25 và 47 đang phòng thủ ở tuyến xa nhất của mặt trận phía Nam Pleiku thì được lệnh rút lui mà không được bảo vệ. Tướng Tất gọi về quân đoàn xin oanh tạc để yểm trợ cho cuộc rút quân của hai liên đoàn kia. Một sĩ quan ngồi cùng chiếc trực thăng chỉ huy của tướng Tất đã tiết lộ rằng khi tư lệnh mặt trận bay trên đầu cánh quân này, phía dưới đã bắn lên. Tất cả các cấp của hai liên đoàn này đều rất tức giận vì cuộc rút quân diễn ra quá nhanh. Họ cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Thứ hai, lúc gần chiều tối, phi trường Cú Hanh ở Pleiku bị nã pháo. Nhưng báo cáo thì lại khác nhau. Phụ tá hành quân của tướng Phú và tham mưu trưởng quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa báo cáo rằng sân bay chỉ bị pháo nhẹ, trong khi tư lệnh sư đoàn 6 không quân thì lại báo cáo rằng sân bay bị pháo nặng. Phi trường rất hỗn loạn. Tại Pleiku, khi tướng Phú đi rồi, bốn người có quyền hành nhất là tướng Tất, tướng Cẩm, tướng Sang và đại tá Lý thì lại không ai phục ai. Mọi việc đều được quyết định theo kiểu tự do và chỉ có mục đích là có lợi cho phe nhóm, cho những em út dưới quyền mà thôi. Thứ ba, khoảng 20 giờ, tướng Phú gọi cho tư lệnh sư đoàn 23 và tỉnh trưởng Nha Trang ra lệnh phải bảo vệ tối đa quốc lộ 21, tuyến từ Khánh Dương về Nha Trang, không được để cho đối phương đóng chốt và đề phòng sự xáo trộn, hỗn loạn trong thị xã. Thứ tư, sau đó thì tướng Phú ra lệnh cho tướng Cẩm ủy nhiệm các tỉnh trưởng Kon Tum và Pleiku phải giữ được hai tỉnh đó sau khi bộ tư lệnh quân đoàn rút đi. Thứ năm, tướng Phú ra lệnh cho tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đức, địa bàn tỉnh Quảng Đức gần như địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày nay, là phải giữ lấy tỉnh đó bằng mọi giá, dù cho có phải chết tại đây. Người ta có thể tóm tắt lệnh của tướng Phú như sau. Quân đoàn rút đi, còn các tỉnh địa đầu như Kon Tum, Quảng Đức thì phải tự thủ. Các đơn vị địa phương quân tuy chỉ được trang bị toán súng hạng nhẹ thì lại được giao trọng trách ở lại đương đầu với chủ lực của quân giải phóng. Chưa kể là quân giải phóng còn được tăng cường nhiều đơn vị chiến xa và pháo binh. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Câu nói này có lẽ là chuẩn xác nhất để nói về những gì diễn ra về cuộc triệt thoái khi mà quân Việt Nam Cộng Hòa không chỉ phải đối mặt với hỏa lực của quân giải phóng mà còn phải đề phòng cả những sự trả thù cá nhân và cả những kẻ trong tình trạng tuyệt vọng sẵn sàng làm liều. Tin quân đoàn 2 rút khỏi cao nguyên chẳng còn gì gọi là bí mật nữa. Hai ngày trước khi cuộc triệt thoái bắt đầu, những người sống ở thị xã Pleiku, cả người dân cũng như quân đều biết rằng hậu quả đầu tiên và không tránh được là sự cướp phá, bắn giết và hỗn loạn bên trong và ngoài thị xã. Trong cái bầu không khí đượm màu bại trận đó, người ta còn phải chứng kiến sự chia rẽ, bất mãn và thù hận lẫn nhau trong bộ tham mưu quân đoàn 2 trước và trong lúc triệt thoái. Thiếu tá Phạm Huấn ghi lại các báo cáo chọi nhau của giới chức trách quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như tham mưu trưởng quân đoàn 2 đại tá Lê Khắc Lý báo cáo về phòng 3 bộ tổng tham mưu rằng Pleiku rất hỗn loạn trong ngày 16 tháng 3. Dân chúng và binh sĩ đã tràn vào sân bay Củ Hành quá dữ dội, tới mức mà lực lượng an ninh không thể nào cản được. Thế nhưng tỉnh trưởng Pleiku, đại tá Nhu lại báo cáo với tướng Phú, lúc này có mặt tại Nha Trang, rằng tình hình có rối loạn, thế nhưng cũng không trầm trọng lắm. Vì tỉnh trưởng Pleiku được coi như tiếng nói chính thức đại diện cho tướng Phạm Duy Tất. Tướng Phạm Duy Tất thì lại là tư lệnh của triệt thoái, nên tướng Phú đã tin báo cáo của ông ta và tường trình với phòng 3 bộ tổng tham mưu rằng đại tá Lý có vẻ mất bình tĩnh nên báo cáo không đúng sự thật. Nhân chứng Phạm Huấn nhận xét rằng đại tá Lý là một sĩ quan tham mưu tài giỏi, nhưng ông ta bất mãn
vì đã từng được tướng Phú hứa cho thăng cấp tướng, rồi lại chứng kiến cảnh cho thăng cấp tướng khẩn cấp cho đại tá Tất. Và vì sự bất mãn này, cho nên sau khi tướng Phú đi khỏi Pleiku, đại tá Lý đã bất chấp mọi mệnh lệnh của những cấp chỉ huy trực tiếp của ông. Nhân chứng Phạm Huấn làm cho người đọc có thể hiểu lầm đại tá Lý là quá bất mãn vì vụ không được thăng cấp nên đã bất tuân mệnh lệnh. Thế nhưng thiếu tá Phạm Huấn đã cho người ta một cái nhìn thẳng thắn về sự bối rối của toàn thể bộ tham mưu quân đoàn 2, từ tư lệnh quân đoàn Phạm Văn Phú cho tới tham mưu trưởng Lê Các Lý và các sĩ quan cao cấp khác. Từ nhận xét của Phạm Huấn, người đọc sẽ nhận ra một cuộc triệt thoái chiến lược được thiết kế một cách quá cầu thả tới mức gần như là vô trách nhiệm đó. Cấp lãnh đạo quân đoàn còn mắc vào những cái lỗ sơ đẳng như là thượng bất chính, hạ tắc loạn nữa. Như vậy, ngay từ những bước đầu tiên, khi mà quân giải phóng còn chưa nã quả đạn nào, thì bộ đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rối như tơ vò. Tướng thì giấu tá, tá thì mập mờ, cho tới khi binh lính không biết đi đâu về đâu. Tất cả đã báo trước cho một đại họa, và đại họa đã tới rất nhanh sau đó. Hãy cùng xem đại họa này diễn ra như thế nào ở phần sau của video qua con mắt của người Mỹ nhé.